siêu thủ lĩnh. Chuyện cười của siêu thủ lĩnh đang trong giai đoạn cất cánh để mang những thủ lĩnh ấn tượng nhất tiếp cận vào bầu trời nghệ thuật. Lượt thi cuối cùng của chặng cất cánh dành cho hai thí sinh Thành Gia và Mộng Như. Thành Gia nhiều nỗi niềm với nghệ thuật kịch nói cùng sự hỗ trợ của hai khách mời nghệ sĩ ưu tú Đức Hải, nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy. Mộng Như tôn vinh giá trị của những người đi trước của xiếc ảo thuật với sự tham gia của nhiều khách mời nổi tiếng, nghệ sĩ xiếc cung phu Cao Long, cao thuật gia Hoàng Nghiêm, Nguyễn Thanh, Nguyễn Phương. Ai sẽ là thí sinh có điểm số cao nhất? 6 thí sinh bước tiếp vào vòng trong sẽ là những ai? Tất cả sẽ có trong tập 12 của siêu thủ lĩnh được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 5 tháng 2 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ 7 ngày 6 tháng 2 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Siêu thủ lĩnh, bản lĩnh, tiền phong.